Trải qua 10 năm thực hiện, chương trình Tết vì người nghèo đã kêu gọi hơn 589 tỷ đồng chăm lo Tết cho hàng trăm ngàn hộ nghèo. Riêng Tết Nhâm Dần năm 2022, toàn tỉnh đã huy động hơn 126 tỷ đồng, tặng quà cho hơn 66.000 hộ nghèo, hơn 120.000 hộ cận nghèo, gia đình chính sách, các đối tượng bảo trợ xã hội. Bình quân mỗi suất quà có giá trị tối thiểu 500.000 đồng. Vào tối qua, chương trình Tết vì người nghèo Xuân Quý Mão 2023 đã tiếp nhận được trên 131 tỷ đồng do cộng đồng doanh nghiệp, các nhà hảo tâm, người dân và các ngành địa phương quyên góp, ủng hộ. Đây là nguồn lực quan trọng, góp phần cùng với cấp ủy, chính quyền các cấp chăm lo gần 110.000 hộ nghèo và cận nghèo của Nghệ An để họ có thêm một cái Tết cổ truyền ấm áp, nghĩa tình.